Tiến giới thiệu cho các bạn nghe cây đàn Yamaha DP32. Cây đàn rất là ngộ nhẹ. Phím này rất là thích các bạn ạ. Các bạn nhìn qua cây đàn một chút này thì mình thấy là nó rất là gọn nhẹ. Cái chân này bên Nhật mang về như nào thì Tiến lắp lên như vậy nhé, nguyên cái chân như vậy. Cái đàn này sử dụng nguồn 12V thôi và có thể dùng pin thì chúng ta có thể chơi đàn ở những không gian mà không có điện, chúng ta dùng pin có thể rất là tiện lợi. Âm thanh thì mình đánh giá rất là hay. Tiếng rất là nhiều tiếng phong phú, piano 1, piano 2 rồi e piano, đầy đủ các chức năng như demo này, metronome. Okay, đây là một kho nhạc. Có thể bấm demo là chúng ta nghe nhạc thôi. Hoặc là metronome luyện ngón đúng không ạ? Mới nhưng mà hiện tại Tiến đang bán với cái giá rẻ 1/3 trong bán mới, rất là rẻ. Đàn nguyên mình mới đập hộp từ trong hộp của bên Nhật gửi về cho mình đấy. Các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0943351092. Cảm ơn các bạn rất nhiều.